Mỡ máu cao cần kiêng ăn 6 loại thực phẩm này. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Dược sĩ Đạt, tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh lý mỡ máu cao là một bệnh lý khá là phổ biến. Và trong bệnh lý này chúng ta có tình trạng là tăng cholesterol xấu LDL hoặc là chúng ta tăng cholesterol toàn phần nhưng mà chúng ta lại suy giảm HDL cholesterol hoặc là chúng ta có tình trạng là tăng chỉ số triglyceride. Và khi mà chúng ta có tình trạng tăng những cái chỉ số mỡ máu như vậy trong một cái thời gian dài thì nếu mà cholesterol tăng cao sẽ làm cho chúng ta tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu. Và chính cái tình trạng xơ vữa mạch máu này nó sẽ làm cho chúng ta có những cái biến chứng như là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Còn đối với tình trạng mà nếu chúng ta tăng triglyceride trong một thời gian dài sẽ dẫn đến viêm tụy cấp. Và cả hai trường hợp, nếu mà chúng ta tăng cholesterol, tăng triglyceride trong một thời gian dài nữa, nó còn làm cho chúng ta dẫn đến những biến chứng khác như là bệnh lý huyết áp, bệnh lý đái tháo đường, thừa cân béo phì, cũng như là làm cho những người mà chúng ta đã có sẵn những cái bệnh lý này có những cái biến chứng trầm trọng hơn, có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy chúng ta cần kiêng ăn 6 loại thực phẩm sau đây để chúng ta phòng ngừa những biến chứng của mỡ máu. Nhóm thực phẩm đầu tiên đó là những thực phẩm giàu cholesterol, thì đó là đơn giản thôi các bạn chị. Khi mà chúng ta ăn nhiều thực phẩm giàu cholesterol thì nó sẽ làm cho chúng ta tăng mức cholesterol trong cơ thể, đúng không ạ? Và những thực phẩm mà nhiều cholesterol thì điển hình nhất là ốc lợn, ốc bò. Trong ốc lợn, ốc bò thì chứa rất là nhiều cholesterol. Trong 100g ốc lợn thì có thể chứa đến 2200mg cholesterol, trong khi nhu cầu cơ bản của con người chúng ta chỉ khoảng là 200mg cholesterol một ngày. Tiếp theo là những thực phẩm nhiều cholesterol nữa là nội tạng của động vật. Rồi trong da gà, da vịt nó cũng có chứa những cái cholesterol, trong trứng cũng chứa cholesterol. Tuy nhiên thì đối với trứng thì nó sẽ có trường hợp đặc biệt như sau, là người ta thấy là khi chúng ta ăn trứng mà một quả mỗi ngày thì nó lại giúp cho chúng ta tăng cái cholesterol tốt lên, đó là HDL. Tuy nhiên nếu chúng ta quá lạm dụng, chúng ta ăn nhiều hơn thì nó sẽ làm tăng luôn cái chỉ số LDL cholesterol. Cho nên đối với người bình thường chúng ta có thể ăn một quả trứng một ngày, còn đối với người chúng ta đã có rối loạn mỡ máu thì chúng ta chỉ nên ăn là tối đa 3 quả trứng một tuần thì nó sẽ không ảnh hưởng đến mức cholesterol trong cơ thể chúng ta. Nhóm thực phẩm thứ hai đó là các chất béo bão hòa. Các chất béo bão hòa thì mặc dù là bản thân nó không phải là cái cấu trúc cholesterol, nhưng mà khi chúng ta ăn vào cơ thể nó sẽ được chuyển hóa thành cholesterol, đặc biệt là các loại cholesterol xấu LDL. Và những cái thực phẩm mà chứa nhiều chất béo bão hòa điển hình nhất là trong các loại thịt đỏ như là thịt heo, thịt bò, dê, thịt cừu, trâu. Và mặc dù là có thể là chúng ta ăn những thực phẩm này chúng ta chỉ ăn cái phần nạc thôi, nhưng mà bên trong cái phần thịt nạc đó vẫn chứa chất béo bão hòa. Và những cái thực phẩm mà cũng chứa nhiều chất béo bão hòa như là các loại sữa thì chúng ta nên lựa chọn các loại thực phẩm từ sữa, từ bơ, ví dụ như là sữa đã thấp béo, thì chúng ta ăn những thực phẩm đó thì sẽ giúp chúng ta phòng ngừa được cái tình trạng là dư thừa cái chất béo bão hòa, từ đó là giúp chúng ta phòng ngừa tăng cholesterol. Nhóm thực phẩm thứ ba đó là những thực phẩm nhiều đường. Tại sao chúng ta cần phải tránh thực phẩm chứa nhiều đường khi chúng ta bị mỡ máu cao? Có một cái cơ chế, đây là khi chúng ta ăn nhiều đường vào cơ thể thì cơ thể sẽ tiết ra insulin để đem dự trữ những đường dư thừa này. Và trong tình trạng gan chúng ta đã dự trữ quá nhiều đường thì gan sẽ chuyển hóa đường tạo thành triglyceride, và chính lý do đó làm cho chúng ta bị tăng triglyceride. Cho nên là có nhiều người chúng ta có thể thắc mắc là mặc dù là không ăn nhiều thịt mỡ nhưng mà vẫn bị mỡ máu cao, trong đó chỉ số triglyceride tăng cao, đó chính là lý do này. Ngoài hạn chế đường thì chúng ta cũng cần hạn chế tinh bột chế biến sẵn, hạn chế bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga. Thì đó là những thực phẩm mà chúng ta nên tránh để chúng ta phòng ngừa tăng chỉ số triglyceride. Nhóm thực phẩm thứ tư đó chính là rượu bia. Trong rượu bia thì nó cũng chứa nhiều năng lượng, đặc biệt là chứa cái chất ethanol là chất cồn, thì chỉ có lá gan chúng ta mới chuyển hóa được chất cồn này thôi. Nếu như chúng ta uống nhiều rượu bia thì sẽ dẫn đến rối loạn chức năng của gan, dẫn đến gan sẽ tổng hợp nhiều cholesterol hơn, tổng hợp nhiều triglyceride hơn. Và chúng ta có một bệnh lý gan liên quan đến rượu bia, đó là bệnh lý viêm gan nhiễm mỡ do rượu. Ngoài ra thì nếu chúng ta uống nhiều rượu bia thì nó còn làm cho chúng ta có những cái biến chứng nghiêm trọng của mỡ máu cao như là tai biến đột quỵ. Vì vậy chúng ta hãy tránh xa rượu bia để chúng ta phòng ngừa những cái biến chứng rối loạn mỡ máu nhé. Nhóm thực phẩm thứ năm đó là thuốc lá. Thuốc lá thì tại sao lại liên quan đến mỡ máu chúng ta? Chúng ta thường nghĩ rằng là hút thuốc lá thì chỉ liên quan đến bệnh lý phổi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì hút thuốc lá sẽ làm giảm nồng độ các lipoprotein trong máu chúng ta. Và nhiệm vụ của lipoprotein là nó chuyên chở những cái chất béo, chuyên chở các cholesterol trong cơ thể. Và khi cái lượng lipoprotein suy giảm thì sẽ làm gia tăng nguy cơ là hình thành những cái mảng xơ vữa mạch máu. Và chính những cái mảng xơ vữa mạch máu đó nó sẽ làm cho chúng ta tăng nguy cơ bị bít tắc động mạch, dẫn đến là tai biến đột quỵ. Bên cạnh đó thì hút thuốc lá thì trong thuốc lá nó còn chứa một cái chất gọi là nicotine, nó sẽ làm gây co mạch máu. Và chính tình trạng co mạch máu này sẽ làm cho tình trạng là thiếu máu não hoặc là tăng cái nguy cơ dẫn đến tai biến đột quỵ cao hơn so với những người không hút thuốc lá. Vì vậy chúng ta hãy tránh xa thuốc lá để chúng ta phòng ngừa những cái biến chứng. Nhóm thực phẩm thứ sáu mà chúng ta cũng cần phải kiêng ăn khi chúng ta bị mỡ máu cao đó chính là muối. Tại sao những cái thực phẩm nhiều muối mà lại gây ra chúng ta tình trạng mỡ máu cao? Thì như chúng ta đã biết là muối nó sẽ làm tăng giữ nước trong cơ thể và gây tăng huyết áp. Thì đồng thời muối nó cũng ảnh hưởng đến chức năng của tế bào gan. Tại vì đặc điểm của muối sẽ là có cái tính chất giữ nước, và khi mà chúng ta ăn quá mặn và lượng muối đi vào gan sẽ dẫn đến là lượng muối này nó sẽ hấp thu nước từ trong những cái tế bào của gan, làm cho cái quá trình chuyển hóa của gan và quá trình giải độc của gan bị suy giảm, và dẫn đến là rối loạn chức năng gan, và dẫn đến là gan sẽ sản xuất ra nhiều những chất béo xấu, những cái triglyceride, làm cho chúng ta có tình trạng là tăng mỡ máu và làm cho tình trạng là mỡ máu chúng ta trở nên trầm trọng hơn.
Vì vậy chúng ta nên giảm lượng muối ăn hàng ngày xuống chỉ khoảng là 5 gram muối một ngày. 5 gram muối là tương đương khoảng một muỗng cà phê muối. Còn đối với những người chúng ta đã có bệnh lý huyết áp, tiểu đường, mỡ máu thì chúng ta cần phải giảm xuống là khoảng 1,5 gram muối một ngày, tức là khoảng 1/3 muỗng cà phê. Đồng thời là chúng ta cũng cần hạn chế những cái thực phẩm mà đóng gói, thực phẩm chế biến sẵn, tại vì trong những thực phẩm này nó cũng chứa hàm lượng muối rất là cao. Các loại thực phẩm như là xúc xích, chăm bông, chà bông hay là các loại như cá khô, các loại mắm, nước mắm nó cũng chứa rất là nhiều muối. Chúng ta cần phải hạn chế. Như vậy đó là 6 loại thực phẩm mà chúng ta cần kiêng ăn khi chúng ta có tình trạng mỡ máu cao. Dược sĩ Đạt xin tổng hợp lại, đầu tiên là những thực phẩm giàu cholesterol, tiếp theo là những thực phẩm giàu chất béo bão hòa, và cái thứ ba là những thực phẩm nhiều đường, thứ tư là rượu bia, thứ năm là thuốc lá và thứ sáu là những cái đồ ăn quá nhiều mặn. Chúng ta cần phải xây dựng một lối sống lành mạnh để chúng ta bảo vệ cơ thể, trong đó giúp phòng ngừa mỡ máu. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký vào kênh của Dược sĩ Đạt để cập nhật thêm những video bổ ích cung cấp kiến thức sức khỏe nhé. Dược sĩ Đạt xin kính chào và hẹn gặp lại.